Chùa Ba Vàng và Sư Trụ Trì vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Nhiều hoạt động diễn ra tại Chùa Ba Vàng vừa qua và Đại Đức Thích Trúc Thái Minh Trụ Trì Chùa đã vi phạm các quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo. Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Định, trưởng phòng thanh tra pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ đã làm rõ các vi phạm này. Việc chùa Ba Vàng tổ chức rước và trưng bày cho Phật tử và nhân dân chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật đã được thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa thưa bà? Theo báo cáo của địa phương, lễ, lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh là hoạt động được Chùa Ba Vàng tổ chức thường niên từ năm 2021. Nội dung này đã được chùa Ba Vàng thông qua Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh thông báo ngày 29 tháng 11 năm 2021. Ngày 18 tháng 12 năm 2023, chùa Ba Vàng có văn bản về việc thông báo thay đổi địa điểm tổ chức đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh và ngày tu bát quan trai tháng 11 âm lịch năm 2023 do Đại Đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng gửi Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí và các cơ quan chức năng của địa phương. Theo văn bản này, địa điểm tổ chức tại Chùa Ba Vàng và thời gian tổ chức từ ngày 22 đến 24 tháng 12 năm 2023. Trong thông báo này của Chùa Ba Vàng có bổ sung nội dung cung dước xá lợi Phật không nêu rõ là xá lợi gì. Đối chiếu với các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, Chùa Ba Vàng không phải là chủ thể đứng ra thực hiện thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung và thời gian thông báo chỉ 6 ngày trước khi tổ chức. Trong khi quy định tại khoản 3 điều 43 của luật tín ngưỡng tôn giáo thì đối với hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo thì người đại diện tổ chức có trách nhiệm thông báo bổ sung theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này chậm nhất 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động. Bên cạnh đó chùa Ba Vàng cũng không tuân thủ thời gian tổ chức như đã thông báo là từ ngày 22 đến 24 tháng 12 năm 2023 mà tổ chức từ 22 đến 27 tháng 12 năm 2023. Các hoạt động trên tại chùa Ba Vàng có sự tham gia của nhiều nhà sư và Phật tử nước ngoài. Theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, Việc mời tổ chức cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện hoạt động tôn giáo phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chúa Ba Vàng đã thực hiện quy định này chưa, thưa bà? Điều 48 của luật tín ngưỡng tôn giáo quy định tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi mời tổ chức cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Đối với các hoạt động tại chùa Ba Vàng có sự tham gia của nhiều nhà sư và Phật tử người nước ngoài, trụ trì chùa Ba Vàng phải có văn bản báo cáo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí để tổ chức này gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị được chấp thuận. Tuy nhiên theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, các hoạt động nêu trên tại chùa Ba Vàng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh không nhận được văn bản xin phép của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí. Như vậy chùa Ba Vàng đã thực hiện không đúng quy định của Luật tín ngưỡng tôn giáo. Thượng tọa Sayado Uepula trụ trì chùa Brahmi và Bảo tàng xá lợi Phật quốc tế được Đại Đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng mời về dự lễ và mang xá lợi tóc Đức Phật đến chùa Ba Vàng và phát biểu tại buổi lễ. Theo các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh, các nhà sư này nhập cảnh với mục đích tham quan, du lịch nên không xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy, hoạt động của các nhà sư này có phải hoạt động tôn giáo không? Giáo hội Phật giáo Việt Nam có quy định gì về trách nhiệm của trụ trì cơ sở tôn giáo trong trường hợp nêu trên? có thể khẳng định rằng việc Đại Đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì Chùa Ba Vàng mời Thượng Tọa Sayado Uwepula trụ trì Chùa Barami và Bảo tàng Xá lợi Phật Quốc tế vào Việt Nam để tham dự lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh và mang Xá lợi Tóc Đức Phật đến Chùa Ba Vàng, tổ chức cho Phật tử nhân dân chiêm bái, đồng thời phát biểu tại buổi lễ là hoạt động tôn giáo nhưng lại sử dụng visa nhập cảnh với mục đích tham quan du lịch là không đúng quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo mặt khác điều 79 quy chế hoạt động ban tăng sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam nhiệm kỳ 9 quy định tổ chức cá nhân chức sắc phật giáo nước ngoài và việt nam bằng visa du lịch không được hoạt động tôn giáo tại việt nam nếu thực hiện hoạt động tôn giáo tại một tự viện hoặc nhiều tự viện là vi phạm pháp luật chủ trì trưởng ban quản trị tự viện phải chịu trách nhiệm hoàn toàn khi để hoạt động tôn giáo trái pháp luật này được thực hiện tại tự viện chiếu theo quy định của pháp luật tín ngưỡng tôn giáo và quy chế của giáo hội thì trụ trì chùa ba vàng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn khi để hoạt động tôn giáo trái pháp luật diễn ra tại cơ sở tôn giáo do mình phụ trách giáo hội phật giáo việt nam có trách nhiệm xem xét xử lý theo quy định của giáo hội trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều hình ảnh về đại đức thích trúc thái minh tham gia các hoạt động tôn giáo tại nước ngoài trong năm 2023 như đi Pakistan, Cuba, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc, Myanmar. Vậy khi tham gia các hoạt động tôn giáo tại nước ngoài, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh có phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo không? Điều 50 luật tín ngưỡng tôn giáo quy định tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi cử chức sắc trước việc nhà tu hành tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài, có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương. Theo báo cáo của địa phương, trong năm năm 2023, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã nhiều lần xuất cảnh, nhưng chỉ có một lần tham gia đoàn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự Hội thảo quốc tế về Di sản Phật giáo Gandhara ở Pakistan là xin phép cơ quan của nhà nước có thẩm quyền. Các chuyến xuất cảnh còn lại có hoạt động tôn giáo ở nước ngoài như tham dự đại lễ Phật đàn tại Hàn Quốc giảng pháp cho các Phật tử xa xứ tại Hàn Quốc, hành hương về miền đất Phật tại Ấn Độ, đi Cuba, Đài Loan, Trung Quốc và Myanmar theo lời mời của Phật tử xa xứ. Ban tôn giáo chính phủ đều không nhận được báo cáo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về các hoạt động này. Như vậy, việc Đại Đức Thích Trúc Thái Minh xuất cảnh và có các hoạt động tôn giáo nước ngoài nhưng không được giáo hội đề nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật là vi phạm điều 50 luật tín ngưỡng tôn giáo. Từ sự việc xảy ra tại Chùa Ba Vàng vừa qua, theo bà trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trách nhiệm của giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tổ chức của giáo hội thế nào? Việc Đại Đức Thích Trúc Thái Minh mời người nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo không xin phép, việc tổ chức rước, trưng bày, xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung không theo quy định. Việc Đại Đức thích Trúc Thái Minh xuất cảnh nhiều lần với mục đích hoạt động tôn giáo ở nước ngoài nhưng không thông qua giáo hội để đề nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Sự việc này đã làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội và chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, ảnh hưởng tới uy tín của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vì vậy, để ổn định tình hình, về phía các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã kịp thời chấn chỉnh và tiếp tục xem xét, xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm khi có đầy đủ căn cứ pháp luật, đồng thời tiếp tục tuyên truyền phổ biến các quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo, nghị định quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo, bảo đảm các hoạt động của tổ chức cá nhân tôn giáo tuân thủ pháp luật đối với ủy ban nhân dân thành phố uông bí cần rút kinh nghiệm trong việc tiếp nhận các thủ tục hành chính về tín ngưỡng tôn giáo nếu không đúng quy định của pháp luật phải trả lại yêu cầu tổ chức cá nhân liên quan bổ sung hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định pháp luật Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí cần chấn chỉnh yêu cầu Đại Đức Thích Trúc Thái Minh rút kinh nghiệm về việc mời tổ chức cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện hoạt động tôn giáo, hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, tăng cường quản lý chức sắc chức việc, nhà tu hành, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh trong toàn giáo hội để tạo được sự đồng thuận ổn định, đoàn kết trong nội bộ giáo hội. Bên cạnh đó, giáo hội cần xem xét xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của hiến trương quy chế của giáo hội để đảm bảo kỷ luật kỳ cương, không để tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật tại Chùa Ba Vàng cũng như tại các cơ sở tôn giáo thuộc giáo hội quản lý. Trân trọng cảm ơn bà. Chính quyền lên tiếng vụ, trụ trì Chùa Ba Vàng nói không dự khóa tu sẽ phải lấy nhiều chồng bị phụ bạc. Chùa Ba Vàng tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận của cư dân mạng về những ồn ào gần đây. Vừa qua, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ clip ghi hình ở ngôi chùa này, trong đó một người phụ nữ tên Phạm Thị Yến và một em học sinh tên k L. là nhân vật chính, cùng hàng nghìn trẻ em tham gia khóa tu đang nghe ông Thích Trúc Thái Minh thuyết giảng. K.L. khóc nức trước mặt mọi người, bà Yến thì kể lại câu chuyện được cho là có từ 14 kiếp trước của em học sinh này. Theo bà, 14 kiếp trước, k L. có nhà cạnh chùa và muốn chiếm đất nhà chùa Oan gia trái chủ của KL là một vong linh của cô gái xinh đẹp nổi tiếng trong làng. KL đã mua chuộc vong linh này mỗi đêm đến trước cửa chùa hò hát, khiến ba nhà sư trẻ bị động tâm. Về sau ba người sư đã lấy tiền chùa cho vong linh tiêu, cuối cùng vong linh nhiều kiếp phải làm gái lầu xanh. Trong khi đó, KL tuy có định chiếm đất của chùa, nhưng biết sám hối ở kiếp đó không tiêu tiền chùa nên được làm người, nhưng vì đã rủ vong linh làm chuyện xấu nên vong linh đó thành oan gia trái chủ của KL. Bà Yến còn nói, vì nhân duyên sám hối KL được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ cho đi chùa tu tập. Sau khi tu một tuần ở chùa, KL sẽ tiêu được rất nhiều nghiệp. Như thế KL sẽ tiêu được nghiệp trong đời này như những chật vật trong đường tình duyên và đường hạnh phúc gia đình nếu không có thể bị hãm hiếp hoặc bị lấy rất nhiều chồng mà toàn người phụ bạc với mình. Tuy nhiên trong khóa tu, vì KL không tuân thủ nội quy, đánh phấn son nên oan gia trái chủ đã về báo oán. May mắn cho cô bé là đang ở chùa nên hôm nay sẽ được hóa giải, đổi lại KL phải làm công quả 7 ngày tại chùa, nhắc nhở mọi người không được như mình. Cuối clip, trụ trì chùa Ba Vàng thích Trúc Thái Minh nói bài Yến đưa KL đến gần thầy sám hối. Bà Y sau đó đưa KL đi xuống, yêu cầu mọi người cùng quỳ để sám hối nghiệp này nếu có. Trong một clip khác, ông thích Trúc Thái Minh nói với KL, trong 14 kiếp trước, con cùng vong linh khởi những tâm bất thiện với Phật Pháp Chư Tăng, muốn cướp đất chùa, chọc kẹo Chư Tăng, làm cho ba vị Tăng hoàn tục nên vong linh bị mắc báo oán. Nhiều kiếp đau khổ làm gái lầu xanh, còn KL nếu hôm nay không về chùa tu khóa tu này, không sám hối thì sẽ gặp quả báo vất vả vô cùng trong đường tình duyên, phải lấy nhiều đời chồng và gặp những người vũ phu. Câu chuyện hoang đường nhảm nhí đó lại lấy được lòng tin của nhiều học sinh ngồi dưới, bằng chứng là những chàng vỗ tay tán thưởng sau khi trụ trì chùa Ba Vàng và bà Yến kể chuyện xong. Liên quan đến sự việc, trưởng phòng nội vụ thành phố Uông Bí đã có chia sẻ, cho biết các chùa muốn tổ chức khóa tu đều phải xin ý kiến cơ quan ban ngành đảm bảo công tác tổ chức. Đặc biệt, việc này phải được Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở địa phương phê duyệt đồng ý. Hôm 23 tháng 5, trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh đã có văn bản về kế hoạch tổ chức khóa tu mùa hè ở chùa. Sau khi lập đoàn kiểm tra điều kiện tổ chức khóa tu hai lần, đến ngày 12 tháng 6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Uông Bí đã chấp thuận cho chùa Ba Vàng được tổ chức. Về những nội dung đang gây bão trên mạng xã hội, trưởng phòng nội vụ thành phố Uông Bí cho biết đã nắm được sự việc và sẽ phối hợp với các phòng ban liên quan Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí để xác minh rõ sự việc.